Cô, bài này dễ như ăn cơm bữa, tôi nghĩ. $2 cho đống này. Câu chuyện cảm động về nghị lực sống của cậu bé 11 tuổi không chân không tay. Thằng bạn, gái xinh thế này đái tao cũng uống, vẫn là nó. Ui giời ơi. Cách tờ chuyển phao trong giờ thi mà vẫn không bị cô giáo phát hiện. Giáo viên, căn bậc 2 của 100 là, thằng bạn, 10. Giáo viên căn bậc 2 của 25 là, thằng bạn, 9. Giáo viên, trời à, giảng đến vậy rồi mà, thằng bạn, 8. Tôi ngồi ngay bên cạnh. Ôi, toàn. Cảnh sát, chúng tôi đã tìm được đứa con trai mất tích của bà, mẹ. Cảm ơn các đồng chí đã giúp gia đình của tôi. Nhưng con trai chúng tôi đâu, cảnh sát? Cái tay, cái thân, cái chân, cái đầu. Nếu bạn nghĩ mình là người xui xẻo nhất, thì hãy xem tấm ảnh này. Giáo viên đang dạy online, làm ơn nói người nhà của em mặc đồ vào. Tôi nhìn thấy đứa bé mà tôi nhốt dưới tầng hầm đang chạy thoát. Hả? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.